Con gái mới lớn cũng chơi. Thương, thương, thương. Anh Ken. Làm gì ngồi lẩm bẩm đây? Em với thằng Vinh đang chơi năm 10. Mà nó trốn đâu mất tiêu rồi, giờ em đi tìm nè. Anh chơi không? Không, không, tao không chơi đâu. Anh đi đâu vậy? Alo, gì qua hả? Báo công an liền đi, gì qua. Cứ kêu bán hoài. Cái thằng này. Rồi rốt cuộc giờ có bán không? Bán. Thì cậu cứ kiếm khách giùm tôi đi. Má nó giao hết quyền cho tôi rồi. Vậy để con kiếm khách cho cô. Với nhốt thằng này kỹ kỹ lại chứ. Nó dữ quá trời. Đó ông giờ mới về đi. Cái thằng này thiệt á. Thiệt gì chứ, tự nhiên nhà mà gì với má con cứ đụng rồi đòi bán. Đụng rồi đòi bán là sao không biết luôn. Vậy nó thiệt mà. Má mày đang bệnh nặng, nằm ở trên bệnh viện mà không có cho ai vô chăm hết á. Má mày cần bán để gom hết tài sản để mà chữa bệnh. Còn cái căn nhà ở chung cư á, ở dưới thành phố á, má mày dặn là để lại cho mày đó. Con biết luôn nữa chứ, con nghi là má với dì con hay bệ mấy cái chuyện, nhất là chuyện sức khỏe. Mấy cái chuyện đó không có giỡn được đâu. Không, dì nói thiệt, dì không có giỡn đâu mà. Trời, bây giờ nếu mà mọi người muốn bán thì bán đi. Còn nếu mà má còn bệnh thật thì lấy tiền để chữa bệnh cho má con. Cách nào cũng phải cứu má con chứ. Còn muốn bán thì bán đi. Rồi giờ đi đâu vậy Vinh? Lấy gì có một hũ à. Làm mặt căng à. Vậy tao kêu là má tao bị bệnh nặng rồi, bây giờ phải bán nhà cửa để chịu bệnh. Vậy lúc tao thấy tao bất hiếu ghê. Thôi bình tĩnh đi, làm đi. Làm miếng nữa đi cho bình tĩnh. Bụng dạ đâu mà mày đút hoài mày. Rồi mày gặp má mày chưa? Vậy tôi kêu là trong bệnh viện người ta không cho vô thăm, đang điều trị. Tiếng này căng thiệt coi. Căng thiệt mà. Giờ tao không biết làm gì giúp má tao luôn á. Đúng rồi. Giờ mày phải kiếm cái gì đó mày làm đi, cho má mày yên lòng. Mày cứ lông bông hoài. Biết là vậy. Tao không đang suy nghĩ là đi làm gì kiếm tiền để phụ thuốc men má tao. Ai cái tao không biết làm gì chứ. Thích gì làm nấy. Ví dụ như thế này. Hay quá ha. Mày bỏ ra nhiều vốn cho thấy mày ăn lỗ luôn. Trời, vốn má tao chứ phải của tao đâu mà lo. Mà anh này dính lắm. Mà mày không dính như tao đâu. Nên mày đừng lo. Mà anh này mày lấy hàng đâu à? Không thì mày cứ lấy hàng về thử đi. Rồi đưa tiền sau cũng được. Mà có nhận thêm giao hàng không? Tại nay khách đang nhiều, tao đang cần ấy. Cũng được, nói chung cái gì có tiền nhanh thì tao làm nhá. Ăn cướp, làm không? Lấy vũ khí đi. Gì ba, dẫn chơi thôi. Tao kinh nghiệm bốc lịch nhiều rồi. Ai muốn làm người xấu đâu. À, được, tin mày. Mà mày lấy bao nhiêu? Cái đống hàng kia là có khách đặt rồi ấy. Tí mày đi giao cho tao luôn đi. Rồi, thôi để tao giao liền luôn cho. Thằng này hôm nay nó sao sao đâu. Ken ơi! Mang hàng tới mày. Nặng chết luôn. Rong biển không mà sao nặng dữ vậy? Mấy nguyên liệu để làm rong biển mè xay khô. Ta
Tao tưởng mày chỉ nhập về bán thôi chứ mày sản xuất luôn hả? Thì vì thế chứ, nhập trung gian lấy lời đâu ba. À, mấy bữa định nói với mày nói chung có chút vốn, định hỏi mày đầu tư làm ăn kiếm miếng lời được không? À, cũng được. Thêm vốn thì thêm hàng, lời thêm thôi. Tao sản xuất, mày giao hàng, lợi nhuận chia đôi nha. Được, ok. Cảm ơn bạn. Hợp tác vui vẻ. À, mày đây à? Vào trong chúng tao có trả rong biển đấy. Nhớ là 15 phút là bỏ ra không nó cháy nha. Tao đi công chuyện xíu. Có gì ông ấy làm luôn được. Không, thôi chỉ cần trông cái chảo thôi. Nhớ là chỉ cái chảo thôi nhá, đừng có tay máy mấy cái xung quanh. Nhất là cái hộp mà rong biển, mày mở ra ông làm ngay là nó hư đấy. Đi 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 đi, mày nói nhiều quá. Nhớ đấy. Ngon quá nhỉ. Alo nghe mày. Ê Vinh ơi, tao lo ăn rong biển ở trong nhà, tao đâu có biết đâu người ta chạy vô người ta ăn cắp đồ trong tập quá rồi. Giờ chiếc camera không thấy đâu hết trơn. Trời má tao chửi quá trời chửi luôn. Giờ sao? Cứu tao. Mày đó đi tao qua liền. Đợi xíu đi. Còn cái gì quá trời lửa, ơi lửa kìa, ơi trời ngục luôn gì ta, đi coi cái, ơi trời ơi cái gì mà lửa dữ thần trời, gì vậy, ơi như nhà ken cháy hay gì mày, ơi quá trời lửa, nhà ken cháy hả? Ừ, tao qua bển tao coi trước, nhà ken cháy, ơi chết mẹ, ken vậy? Mở cửa. Mọi người về đi, em dập được rồi. Mở cửa cho tao. Thôi lỡ rồi về đi. Mở cửa tao. Tao kêu mày trông cái mẹ hàng đang làm dở. Mày bỏ ở đâu vậy? Xem nữa ra đường ở rồi đó. Nói chung lỗi tao. Thôi nó kêu chạy qua coi nhà nó bị ăn cắp gì. Tao xin lỗi đi. Thế nữa nó chỉ cháy cái chảo, mày đổ mẹ trong biển này thôi đó. Nói chung lỗi tao nhiều chuyện. Coi như đợt hàng này tao đền tiền nha. Lo nhiều chuyện. Mà Ken nè, sao rong biển mày cháy tao thấy tầm mùi nhựa không vậy? Chắc nó cháy cái quai chảo ấy. Mày lo dọn dẹp cái hiện trường rồi đi. Bao tử cô ấy có cái chất này làm tắc nghẽn bao tử. Tôi có hỏi thì cô ấy nói mỗi ngày được ăn 2 hộp liền rong biển sấy khô đó. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Thôi cô nghỉ ngơi đi nha, tôi đi trước. Dạ, con cảm ơn. Đưa mình về đi cậu. Mẹ đau bụng hay đau chân? Đau bụng. Chân đâu bây giờ đâu, tự về đi. Kìa, giúp mình với. Trời. Thương. Anh Ken. Mình làm gì ngồi lẩm bẩm đây? Em với thằng Vinh đang chơi 50. Mà nó trốn đâu mất tiêu rồi, giờ em đi tìm nè.
Không, không, tao không chơi đâu. Anh đi đâu vậy? Alo, gì quá hả? Báo công an liền đi, gì quá. Mày ra đi, tao lấy được bịch đồ rồi nè. Ủa, trời ơi, làm tướng Vinh hết hồn mà. Đi con mắt được tao. Thả em ra đi, ghen đâu. Vinh, ra đây. Hôm nay mày không ra, con này không lành lặn để mày trở về được đâu. Vinh, ra. Thì ra là chúng mày biết tao làm cái gì rồi đúng không? Tao cứ nghĩ là mày hoàn lương, cuối cùng mày kéo tao làm đồng bọn của mày. Tại mày ngu, mày tin người. Mày nghĩ sao rong biển đắt đỏ như thế mà giá thấp? Mày còn lời nữa. Tao không biết mày bất chấp như vậy luôn á kìa. Mấy cái thằng có tiền như mày ấy, làm sao hiểu được nỗi khổ của những thằng không tiền như tao? Tao kiếm tiền bất chấp. Tao sinh ra không phải để làm người lương thiện, mày hiểu chưa? Vấn đề đây không phải là tiền, mày hiểu không? Vấn đề đây là cái lương tâm mày á. Ở đây tao đâu có tiền đâu. Má tao bệnh kìa. Bây giờ tao phải kiếm từng đồng từng cắt để tao nuôi má tao. Vấn đề là lương tâm á Ken. Má nó bệnh hả? Nhưng mà lương tâm có bằng lương thực không? Nó có làm mày giàu không? Tao khuyên mày một câu. Bây giờ mày ra đầu thú đi. Mọi thứ nó còn nhẹ lắm. Mày điên hả? Tao không có đi bốc lịch nữa. Sai lầm lớn nhất của tao là mời mày làm chung đấy. Ken, anh nghe nói. Im! Hôm nay là mày ép tao. Hành vi phạm pháp của anh đã bị tôi phát hiện rồi. Bây giờ mời theo chúng tôi lên phường. Sao con giả vậy Vinh hả? Má con không có bị bệnh gì hết trơn á. Má con nói gì á là để cho con tu chí làm ăn thì phải nói vậy đó. Ủa, là má con với gì đem chuyện sức khỏe ra giỡn luôn. Dì xin lỗi con. Bởi vậy nói, nó lớn mà không có khôn. Ủa? Cái con nữa này. Không có, con có nói gì, con nói cái thằng kia kìa. Bây giờ con đi kiếm má nói chuyện.